Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bảng Rap editor trong Maya. Nếu các bạn đã học qua khóa học 12 nguyên tắc diễn hoạt của mình thì các bạn chắc chắn còn nhớ nguyên tắc thứ hai, nhịp điệu nhanh chậm của chuyển động được tạo thành từ hai yếu tố, timing và spacing, tức là thời gian và khoảng cách di chuyển của vật. Đây là hai yếu tố quan trọng mà nếu bạn kiểm soát được nó thì sẽ kiểm soát được mọi hành động trong diễn hoạt. Ở giai đoạn 2D hoạt hình vẽ tay thì người ta phải tự canh chỉnh thời gian và khoảng cách thông qua các hình vẽ nhưng đối với các phần mềm diễn hoạt 3D ngày nay thì đã hiện đại hơn rất nhiều. Họ tạo ra một bảng tên là Rap Editor, sử dụng thuật toán máy tính để giúp chúng ta tự động canh chỉnh thời gian và khoảng cách của vật thể một cách đơn giản và nhanh hơn rất nhiều, chỉ bằng vài thao tác chuột. Hiểu và làm chủ được bảng Rap Editor là yêu cầu tối thiểu của tất cả các animator 3D, cho dù bạn sử dụng Maya, Blender hay 3D Max để diễn hoạt thì đều phải dùng tới nó. Vì vậy, trong bài này mình sẽ giới thiệu tổng quan về graph editor để giúp các bạn chuẩn bị hành trang vững chắc trước khi đi sâu vào những bài thực hành diễn hoạt nhân vật. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Sau khi đã mở Maya lên thì các bạn vào một window Animation Editor và bấm vào ô Graph Editor thì nó sẽ mở ra cái bảng graph editor như thế này. Các bạn có thể kéo con chó hai đầu này này để phóng to thu nhỏ cái cửa sổ này y như là những cái cửa sổ khác thôi. Hoặc là các bạn có thể kéo xuống và cho nó bắt dính vô cái thanh timeline này Đây này, khi nó hiện ra cái dòng màu xanh này thì các bạn buông tay Thì nó sẽ bắt dính vào đây ha và Muốn ẩn nó đi thì các bạn bấm vào cái tên grab Editor Thì nó sẽ ẩn xuống dưới Còn muốn bật nó lên thì các bạn này, tích vào đây thì bật lên này và Muốn nó phóng to thì kéo lên này, phóng nhỏ thì kéo xuống này Đó, đó là cái cách chúng ta quản lý cái tab grab Editor này rồi sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái thao tác với cái cửa sổ rap Editor này ha Nó cũng giống y như là chúng ta thao tác với lại cửa sổ vùng làm việc thôi Ví dụ như ở cái vùng làm việc này Chúng ta có phím ALT chuột trái là xoay 360 độ đúng không Thì ở trong cái bảng rap Editor này nó chỉ là cái cửa sổ hai chiều thôi Cho nên khi chúng ta bấm ALT chuột trái thì nó không có cái tác động gì cả Các bạn thấy không Rồi tiếp khi ở trong vùng làm việc chúng ta bấm ALT chuột giữa là mù di chuyển cái vùng làm việc qua lại đúng không? Thì tương tự ở trong bảng rap editor này chúng ta lấy ant chuột giữa cũng là bù qua lại. Thấy không? Rồi. Trong vùng làm việc ant chuột phải là phóng to thu nhỏ đúng không? Hoặc là chuột giữa là phóng to thu nhỏ. Thì trong cái bảng rap editor này cũng tương tự, chúng ta lăn chuột giữa để phóng to thu nhỏ hoặc là ant chuột phải để phóng to thu nhỏ cái vùng làm việc của cái bảng rap editor. Rồi. Khi mà chúng ta di chuyển cái con chó chuột của chúng ta ở trên thanh timeline ấy cho những cái frame nó chạy ấy, thì ở trong bảng grablister nó cũng có một cái cây màu vàng vàng như thế này nó cũng chính là cái con trỏ chuột trên thanh timeline của chúng ta chúng ta có thể kéo nó ngay trong đây cũng được thì ở trên thanh timeline nó cũng sẽ di chuyển theo. Ngoài ra ở hai đầu của cái bảng grablister này nó có hai cái dấu đen đen này chính là cái cây thước các bạn thấy không cây thước này cây thước thu nhỏ cái vùng làm việc trên thanh timeline lại. Các bạn có thể lưới rộng nó ra hoặc thu nhỏ lại mà thay vì sử dụng cái cây thước này. Rất là tiện dụng. Trong cái bảng này của chúng ta nó có hai trục là trục X và trục Y. Nó là cái vùng làm việc hai chiều 2D thì nó có hai trục như thế này. Đây. Nó có hai trục, đây là trục Y và trục dưới là trục X. Trong môn toán chúng ta gọi là trục tung và trục hoành đó. Y là trục tung, X là trục hoành thì nó sẽ xác định này. Nó sẽ xác định những cái tọa độ của những cái vật thể cái trục hoành, cái trục hoành là trục x này ấy, nó sẽ thể hiện là tham minh của vật thể, còn cái trục y là trục tung này, nó sẽ thể hiện spacing của vật thể. thì khi một vật thể di chuyển ở trong Maya, trên cái bảng này nó sẽ hiện ra cái tọa độ, đúng không? nó sẽ hiện ra cái tọa độ để xác định vị trí của cái vật đó ở cái vị trí nào trong cái trục tọa độ này. thì khi chúng ta di chuyển cái điểm này này, cái điểm này lên trên cao, lên trên cao về phía này ấy thì nó sẽ làm thay đổi cái spacing đó nó sẽ làm thay đổi cái spacing của cái vật đó vì spacing là trục y mà đúng không còn khi chúng ta thay đổi cái điểm này theo trục x thì cái vật đó là giống xuống này thì cái vật đó sẽ bị thay đổi về tham minh tức là thời gian của vật đó vì trục x là trục tham minh đó thì đây chính là mối tương quan của tham minh và spacing được thể hiện trong cái bảng rap editor giúp cho người dùng có thể kiểm soát được tham minh và spacing của vật thể Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái vật nha Và mình sẽ diễn hoạt nó Và mình sẽ mô tả cho các bạn xem Đây Thì sau khi mình tạo ra cái vật này Mình sẽ set key cho nó Mình bấm S set key cho nó Ở vị trí frame số 1 nha Rồi frame số 20 Mình cho nó di chuyển tới điểm B Rồi ấn S set key cho nó các bạn bấm F à, bấm F thì nó sẽ focus tức là nó sẽ nhìn được tổng thể của toàn bộ cái đường Graph editor này các cái thông số này. Còn nếu các bạn chọn một điểm này thôi, bấm F thì nó sẽ focus cho riêng cái điểm đó à. Còn nếu bạn không chọn cái gì cả bấm F thì nó sẽ focus cho toàn bộ cái bảng rap editor này, hiện tất cả những cái thông số này, những cái thông số channel X, Y, Z, rot X, Y, Z, scale X, Y, Z của cái vật thể này trên bảng rap editor. Các bạn thấy không? thì ngay khi chúng ta làm một cái animation đi từ A tới B ấy, thì trong bảng graph editor nó sẽ hiện ra tất cả những cái thông số này những cái thông số này chính là những thông số xuất hiện trên bảng trên bốc nhưng nó được thể hiện dưới dạng biểu đồ và nó sẽ thể hiện cái sự di chuyển từ A tới B của vật này thì đối với cái vật này mình anim nó mình kéo nó từ A tới B theo trục rách đúng không nào các bạn à, trục z này thì ở trong channel z này các bạn thấy nó sẽ có một cái sơ đồ đi từ A đấy tới B thấy chưa và cái biểu đồ này của nó này mình giữ shift alt chuột phải ha để mình có thể keo nó thu gọn nó lại để mình nhìn được cái biểu đồ này nó nó hẹp hơn nó, hoặc là hoặc là theo chiều dọc hoặc là theo chiều chiều ngang đó mình nói tiếp ha thì cái biểu đồ này nó thể hiện chiều đi của cái vật thể này từ điểm A tới điểm B và giả dụ như ở cái vị trí điểm B này mình quét quét chuột trái chọn cái điểm B này mình di chuyển mình click chuột giữa để kéo lên này, mình di chuyển lên trên này, thì như mình nói ở trong cái biểu đồ này, khi mình di chuyển cái điểm nó lên trên thì phải thay đổi về spacing của vật đúng không? thì bởi vậy cho nên khi mình kéo cái vật lên trên này, đó các bạn thấy không? spacing của vật nó bị thu hẹp lại, cái khoảng cách giữa cái điểm A này với điểm B này càng hẹp thì cái spacing của cái vật này ấy nó đi từ A tới B này càng ngắn, còn khi mà mình di chuyển nó càng xa này cái khoảng cách từ trên xuống dưới của hai cái điểm này nó càng xa thì cái khoảng cách di chuyển của vật này càng xa các bạn thấy chưa đó đó là ý nghĩa của cái trục y này tức là spacing còn tới trục x nha trục x là tham minh thì khi mà mình kéo cái trục x này đi về phía bên này tham minh mà thì các bạn thấy nè cái frame ở trên thanh tham này nó sẽ bị kéo từ 20 tới 40 Tức là vật này sẽ đi chậm hơn. Đó, đi chậm hơn. Các bạn thấy chưa? Phải mất 40 frame nó mới đi tới B. Trong khi nếu mình kéo lại về 20 này, kéo lại về 20 thì nó sẽ đi nhanh hơn. Đó, nó mất cái frame ở 40 rồi, nó chỉ còn 20 frame thôi. Nó đi từ 1 tới 20 là tới, là tới vị trí B. Và đôi lúc ấy, không phải lúc nào các bạn cũng muốn chỉnh spacing của một vật hoặc là tham minh của một vật theo tất cả các trục đúng không? ví dụ như các bạn muốn nó di chuyển theo trục x một cái tham minh khác với lại cái tham minh của hai cái trục z và trục y này z và y ấy thì di chuyển ở 20 fem nhưng mà trục x này ấy trục x này trên đây x này các bạn muốn nó di chuyển là 40 fem hay là 25 fem chẳng hạn thì các bạn có thể chỉnh riêng cho cái trục đó thôi để cho nó có sự lệch kỳ như thế này này thì trong trường hợp mà các bạn đã quen rồi ấy, diễn hoạt quen rồi và biết cách kiểm soát tham minh rồi thì các bạn có thể dùng rap editor để làm cho các cái, cái kỳ nó lệch nhau để những cái chuyển động của vật thể có những cái sự lệch nhau không cùng lúc ấy, thì nó sẽ tạo những hiệu ứng rất là tốt trong animation rồi khi mà mình di chuyển những cái vật này lên hoặc xuống ấy, hoặc là đi qua đi lại ấy, mình rất dễ bị tuột tay tức là giả dụ nha giả dụ này mình muốn chảy cho nó đi lên thôi đấy nhưng mà vô tình ấy, thì mình lại bị tuột tay đi mình lại nhích nó qua đây không thì nó bị mất cái vị trí mình muốn rồi đó nó bị lệch kỳ này thì làm sao làm sao để khi mình di chuyển nó giữ đúng trục là đi lên hoặc đi ngang các bạn giữ ship ha, giữ ship và chuột giữa đó thì các bạn khi bạn kéo này nó sẽ không bao giờ bị lệch đó nó không bị lệch nữa bạn thấy không rồi ship chuột giữa và kéo ngang thì nó cũng sẽ không bị lệch nó không bị lệch lên trên nữa đó. nó hiện cái mũi tên hai đầu thể hiện cái hướng di chuyển này ship chuột giữa đi lên trên đó. thì nó sẽ không bị lệch qua lại và bạn sẽ không bị sợ bị lệch kỳ ở cái chỗ này các bạn cũng có thể sử dụng cái rap này để copy thông số cho vật đó. ví dụ như ở frame 30 này mình muốn cái thông số chân x của nó chân x này y chang như ở điểm này điểm 20 thì mình có thể là cần chôn c rồi qua đây cần chôn v là nó copy thấy không thấy không nó copy dán được một cái thông số y chang như là cái thông số ở phim trước đó rồi các bạn có thể xóa đi đó, xóa đi ví dụ như có một số trường hợp khi các bạn diễn ấy, các bạn không muốn nó có chân lấy x chân lấy z thì chẳng hạn các bạn có thể là xóa thẳng nó đi luôn chỉ giữ những cái thông số bạn muốn thôi đó thấy không khi bạn xóa những cái chân lây trong này mà những cái kia ở đây nó vẫn còn là bởi vì sao các bạn chỉ mới xóa cái thông số của cái trục đó thôi còn đâu tổng thể thì những cái trục khác vẫn còn này vẫn còn kỳ này cho nên là ở đây trên thanh timeline nó vẫn còn lưu kỳ đó là lý do là vậy còn nếu các bạn xóa thẳng cái kỳ đi luôn á trên thanh timeline nha, delete thì ngay lập tức nó sẽ mất mất toàn bộ các bạn điểm B ở trên graphter luôn không còn một cái trục nào có cả hả rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy cách cái bảng Editor này thay đổi cái tham minh cái tốc độ của vật thể như thế nào đây nhá ví dụ như mình diễn cho vật này đi từ điểm A tới điểm B này, mỗi khoảng cách như thế này được chưa thì phải trục rách nó sẽ bị di chuyển đúng không rồi bây giờ mình muốn ấy, cái vật này nó đi đều hiện tại đấy mặc định là Maya nó sẽ cho vật đi từ điểm A tới điểm B theo nguyên tắc là bắt đầu chậm dần và kết thúc chậm dần slow in và slow out đúng không nhưng mình không muốn như vậy. Mình muốn vật này nó đi từ A tới B theo một tốc độ đều nhau cơ. Thì làm sao? Thì các bạn quét tất cả ha và bấm vào cái biểu tượng. Đây là một cái đường thẳng này, linear tagger. Các bạn bấm vào thì ngay lập tức cái sơ đồ này sẽ được chuyển thành đường thẳng. Nó không có sự nhanh dần và chậm dần nữa mà nó sẽ đều này, nó sẽ đều từ đầu tới cuối một cái tốc độ. Đó. Được chưa? Rồi, nếu như mình không muốn như vậy nữa mình muốn là trong cái quá trình mình làm ấy mình không muốn bây giờ nó pha tự động như thế này mình muốn là chỉ hiển thị những cái sự thay đổi trên keyframe thôi thì mình quét chọn tất cả và bấm vào step tagon bấm vào đây cái hình bậc thang này thì ngay lập tức cái cơ ở trên Rariter nó sẽ đổi thành cái hình dạng bậc thang như thế này và bây giờ khi mình di chuyển ở giữa hai frame bạn thấy không nó không có sự thay đổi mà phải di chuyển đến đúng cái frame có kỳ ấy thì mới thể hiện sự thay đổi cái việc này giúp cho các bạn làm blocking tức là set key chính cho vật thể đó mà không bị rối khi mà media tự pha ở những đoạn giữa này các bạn chỉ muốn nhìn thấy những cái bô mà các bạn nắn ở những cái vị trí mà các bạn đã set key thôi nó giúp con mắt các bạn dễ kiểm soát các cái bô sinh xem các bô sinh đã đẹp chưa hay tốt chưa trước khi các bạn chuyển sang cái chế độ cho media tự pha để chúng ta polish tức là làm hoàn thiện cái bài của chúng ta đó thì đây chính là cái chức năng step dragon rồi khi muốn trả lại cái chế độ mà pha tự động á thế bạn quét tất cả này. Rồi, các bạn chọn vào chữ A này, Auto Target, cái chữ A ở đây. Đó, nó sẽ trả lại bình thường và mặc định của nó sẽ là bắt đầu nhanh dần và kết thúc chậm dần. Là cái đường khơ nó nó cong nó bo bo ở đây này. Nó cong dần dần ở đây sau đó thẳng xuống xong nó cong dần dần đây. Các bạn có thể dần kia nha. Bấm S dần kia ở đây này để cho nó chậm hơn nữa. Đó, chậm hơn nữa. Rồi, bấm S dần ở đây để cho nó chậm hơn nữa thì nó sẽ thể hiện là gì khi mà cái khoảng cách của hai cái điểm này nó càng sát nhau đúng không thì cái spacing của nó càng gần đó. spacing càng gần thì nó càng thể hiện là cái vật này nó bắt đầu chậm dần chậm 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 cho đến khi nó xuống đây nó đổ dốc một cái thật là nhanh và tới khi trước khi dừng thì nó chậm dần đó Thấy không chúng ta thể sử dụng những cái điểm kỳ dần như vậy để tạo ra những sự thay đổi về spacing để thay đổi tốc độ của vật thể cái điều này mình cũng đã có nói trong nguyên tắc số 2 tham và spacing nhịp điệu của vật thể đó thì mình có nói đến cái vấn đề này trong bảng rap Ritter trong các cái phần mềm 3D sẽ thấy mình đưa ra những cái ví dụ mô tả về sử dụng rap Ritter để kiểm soát tham minh và spacing của vật thể nhưng mà nãy giờ ấy, là chúng ta chỉ mới thao tác trên cái tranh này Z thôi còn nếu mà chúng ta muốn thao tác trên toàn bộ tất cả những thông số của vật ấy, thì chúng ta bấm vào tên của cái vật đấy này đây là sphere này tên của vật là sphere thì thay vì bấm vào từng trục chúng ta có thể quét tất cả như thế này hoặc là bấm vào cái tên của cái vật thì ngay lập tức nó sẽ hiện ra toàn bộ cái biểu đồ thông số của cái vật này tất cả các trục ha rồi chúng ta từ đây chúng ta có thể tinh chỉnh ví dụ như chúng ta muốn cái, vật này tất cả nó kết thúc ở phim 20 thì chúng ta có thể kéo key của những cái đoạn bị hụt này tới cái đoạn 20 để cho nó tất cả đều kết thúc ở 20 và đều bắt đầu ở một ha rồi chúng ta muốn tất cả tất cả những thông số của tất cả các trục của vật này nó đều là linear khi ở đoạn kết thúc thì chúng ta bấm quét tất cả này từ trên dưới như này và chúng ta bấm vào linear line thì bây giờ tất cả những cái đoạn kết thúc của tất cả các trục thì nó đều sẽ là kết thúc theo cái kiểu là tốc độ đều chứ không phải là chậm dần nữa đó tương tự như vậy bắt đầu mà chúng ta không muốn bắt đầu chậm dần thì chúng ta bấm vào linear line thì nó sẽ bắt đầu toàn bộ cùng một tốc độ của tất cả các trục thì tất cả những điều mà mình nói nãy giờ các bạn sẽ được ứng dụng trong những bài thực hành về sau còn trong bài này thì mình chỉ muốn giới thiệu sơ qua để các bạn làm quen với cái bảng rap này thôi chỉ nói suông về lý thuyết thì tất nhiên là các bạn sẽ cảm thấy khó hiểu và không nhớ được. Qua những bài sau khi chúng ta bước vào thực hành rồi, các bạn sẽ hiểu sâu hơn. Ngoài những điều mình nói nãy giờ thì ở trên cái thanh menu của cái bảng rap Editor này nó còn có rất nhiều chức năng khác nữa. Đó, khi mà chúng ta muốn undo một cái lệnh mà chúng ta đã thực hiện trên cái bảng này thì chúng ta cần bấm rách thôi, bấm Z hoặc là Ctrl Y, rồi cắt này, copy này, paste, delete này, y chang như là bảng thanh timeline ha. Rồi ngoài ra trong mục view của nó cũng có rất nhiều những thông số khác nữa tất cả những thông số này trong quá trình làm bài tập trong những bài thực hành tiếp theo thông số nào mà cần ấy, thì mình sẽ đem ra và nói cho các bạn giải thích cho các bạn hiểu còn hiện tại nếu mình có nói thì các bạn cũng chưa thể hiểu ngay được cho nên là tạm thời mình chỉ giới thiệu thơ sơ qua về cái cách để chúng ta thao tác với cái bảng này di chuyển nó rồi cái cách mà chúng ta kéo những cái key này qua lại lên xuống rồi cái cách mà chúng ta đọc cái mối tương quan giữa tham minh và spacing ở trên những cái trục tọa độ này vậy hen Xong rồi. Vậy là chúng ta đã cùng nhau làm quen cơ bản với bảng graph editor trong Maya. Trong những bài thực hành tiếp theo, các bạn sẽ được thường xuyên ứng dụng nó vào việc kiểm soát timing và spacing. Vì vậy, nếu các bạn vẫn chưa nhớ được hết những tính năng mình đã nói trong bài thì không sao. Cứ tiếp tục học tới những bài tiếp theo rồi mọi điều sẽ dần sáng tỏ hơn. Nếu các bạn còn bất cứ thắc mắc nào, hãy nhắn tin trực tiếp cho mình hoặc bình luận ngay bên dưới để được giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. 拜拜